Năm thời điểm tuyệt mệnh, cấm kỵ bốc bát hương, kẻo tán gia bại sản, xui xẻo điệp trùng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái việc bốc bát hương là một hoạt động thờ cúng truyền thống được thực hiện trong nhiều gia đình ở người Việt Nam. Đây là một cái nghi lễ tôn nghiêm và trang trọng, được coi là cầu mong cái sự bình an, may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Tuy nhiên, cái việc bốc bát hương ấy, nó diễn ra trong cả năm, mà thông thường điển hình vào một số cái thời điểm cụ thể. Vậy bốc bát hương trong cái năm 2024 thì chúng ta nên tiến hành vào thời điểm nào? Và thời điểm nào tuyệt đối cấm kỵ kẻo phạm phải những đại kỵ tâm linh khiến cho gia đình gặp tán gia bại sản, xui xẻo điệp trùng? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bốc bát hương trong cái thời điểm nào mang lại cái may mắn cho gia chủ. Thưa quý vị, khi mà muốn tiến hành nghi lễ bốc bát hương thì cái việc lựa chọn ngày tháng năm đóng một vai trò vô cùng là quan trọng, đúng không? Và mang lại cái hiệu quả và mang lại cái sự thành công, cái thời điểm nó quyết định tất cả. Và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì để chọn ra những ngày tốt bốc bát hương ấy, thì Tử Thông cũng sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị hãy sử dụng quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt để tiến hành cái việc bốc bát hương cho được thuận lợi may mắn nhé. Thì trong này có phần hứa chân quân hầu học ký, thì quý vị hãy mở trang 164 ra. Thì trong này là những cái ngày tốt để tiến hành cái nghi lễ, đặc biệt là cái nghi lễ bốc bát hương, đúng không ạ? Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé, tự xem ngày lành tháng tốt cho mình. Đó. Thưa quý vị, thì khi mà chúng ta tiến hành cái việc bốc bát hương ấy, thì nó cũng mang lại những cái may mắn thành công nhất định. Nói chung ấy, khi mà quý vị chọn được cái thời điểm thích hợp để bốc bát hương, đặc biệt bát hương gia tiên, bát hương thần Phật cũng như là bát hương thần tài, thì nó sẽ mang đến gia tăng cái vận may mắn cho gia đình, không gian được trang trọng và tôn nghiêm. Từ cái việc bốc bát hương cũng sẽ giúp thu hút cái cơ hội được thành công, may mắn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bốc bát hương vào đúng cái thời điểm tốt lành, nó cũng sẽ mang lại cái sự tài lộc và thịnh vượng. Nhờ cái năng lượng tích cực từ cái việc thờ cúng mà mang đến những cái cơ hội kinh doanh được thịnh vượng hơn, gia tăng cái khả năng tài chính và thành công trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, thì cái việc bốc bát hương đúng cái thời điểm ấy, thì nó cũng sẽ tạo ra cái không gian yên tĩnh, yên bình, thư giãn. Cái điều này nó giúp cho giảm căng thẳng và giảm đi cái lo lắng, cải thiện cái sức khỏe và cải thiện cái trạng thái tinh thần của gia chủ. Thưa quý vị, cái việc bốc bát hương cần phải tránh vào một số những cái thời điểm đặc biệt, và trong một số cái thời điểm thì nó cũng mang lại những cái hung họa. Thì trước khi đi đến những cái phần mà những ngày lành tháng tốt để bốc bát hương, cũng như là chọn ra những cái thời điểm tốt lành bốc bát hương, thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về năm cái thời điểm tuyệt đối đại kỵ bốc bát hương. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta biết bát hương là nơi để thắp hương kết nối con cháu với cái thế giới tâm linh và tưởng niệm ông bà tổ tiên, hay là gì để cúng cái lễ cầu khẩn những cái điều mong muốn của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Cái bát hương là nơi an vị của các đấng bề trên, là cái vật phẩm tụ nhiều cái linh khí nhất trên bàn thờ, và là cái đầu thờ cúng linh thiêng quan trọng mà không thể thiếu trong bất kỳ một cái bàn thờ nào. Do đó, người xưa cũng có quan niệm tối kỵ cái việc là di chuyển hay là làm động bát hương, đúng không? Vậy nên mỗi khi lập ban thờ như ban thờ Phật này, ban thờ thần linh gia tiên này, ban thờ thần tài ấy, thì cái việc quan trọng nhất được gia chủ quan tâm là bốc bát hương vào cái thời điểm nào đó. Từ cái việc là gì quan trọng như là việc chọn bát hương, đến những điều kiêng kỵ khi bốc bát hương, hay là gì những cái điều mà gia chủ quan tâm ấy, thì trong bát hương có gì, đúng không ạ? Thì ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thời điểm tuyệt đối đại kỵ bốc bát hương. Thứ nhất là chúng ta phải xác định nguyên nhân bốc bát hương có thể đem lại những cái hậu quả khôn lường. Thưa quý vị, nói chung ý, bốc bát hương vốn có ý nghĩa là xua đuổi và gì cái vận xui, và chiêu đón cái cát khí, cái cát lành cho cuộc sống, giúp cho chúng ta đổi vận khi bốc bát hương. Do đó, khi bát hương đang được an vị ổn định thì tránh mọi sự thay đổi hay là xáo trộn, đúng không ạ? Ví dụ trừ khi là chúng ta đang làm ăn phát đạt mà chúng ta mua thêm căn nhà mới thì chúng ta có thể bốc bát hương. Chứ còn đang làm ăn tốt lành mà cái bát hương nó vẫn còn gì? Vẫn còn nguyên, không bị sứt mẻ hay không bị phạm gì cả, thì chúng ta cũng không nên động đến bát hương. Và cứ để như thế mà thờ cúng. Nhưng mà không phải cứ thấy vận trình nó xấu đi thì gia chủ lại vội vã đi bốc bát hương.
để mong muốn là cải vận đấy, mà trước tiên cũng cần phải tìm hiểu rõ nguyên nhân do đâu. Nếu mà chưa xác định được nguyên nhân ấy, thì theo quan niệm phong thủy, cái việc vội vàng bốc bát hương ấy, hay là gì thay đổi ban thờ cũng sẽ gây ra cái sự phản tác dụng, đem lại cái hậu quả khó lường. À, nếu mà quý vị phải bốc lại bát hương ấy, thì cũng nên chọn ra ngày lành tháng tốt thích hợp. Quý vị có thể tham khảo thêm bằng cách là gì? Liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về ngày bốc bát hương và cách thức bốc bát hương như thế nào cho hợp lý nhé. Thưa quý vị, cái việc bốc bát hương tốt nhất là nên tiến hành đấy, nói chung ấy là trong các thời điểm như là cái thời điểm là trước đến 2-3 tháng chạp. Thứ hai là gì, có thể tiến hành tháng 7 âm lịch ấy, cũng là một cái thời điểm tuyệt vời để bốc bát hương. Thứ ba là gì, sau rằm tháng giêng thì quý vị tiến hành thì cũng được thuận lợi và anh thông. Đó là cái điều đầu tiên mà quý vị cần phải lưu ý kiêng kỵ. Kiêng kỵ thứ hai là khoảng thời gian giao thoa hay là giao mùa. Chúng ta biết là mỗi năm có 12 tháng thì mỗi tháng lại có hai cái tiết khí. Thì khoảng giao mùa giữa tiết khí thì nó cũng tạo nên những sự chuyển sát, và một số tháng, một số ngày nó cũng sẽ không thuận lợi cho việc bắt hương. Vì vậy mà chúng ta cũng cần phải tránh bốc bát hương vào cái thời điểm giao mùa như là tiết lập xuân, từ khoảng ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 2 dương lịch, tùy năm, đúng không ạ? Có năm nó chuyển muộn, nó sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6, vân vân, đó. Hoặc là tiết hạ chí và tiết đông chí thì quý vị cũng không nên là tiến hành bốc bát hương khi mà nó giao mùa, đó. Bởi lúc này thì theo quan niệm của phong thủy ấy, sẽ là một cái thời điểm có nhiều cái biến động. Trong khi đó, bát hương hay là cái ban thờ đòi hỏi cái sự yên tĩnh, nó gọi là tàng phong tụ khí, cần một cái trường khí ổn định. Vậy nên là chúng ta cũng không nên tiến hành bốc bát hương vào cái thời điểm giao thoa giữa các tiết khí hoặc là các mùa. Cái việc bốc bát hương tại cái thời điểm giao mùa thì nó sẽ khiến cho cái khí trường của bát hương nó trở nên xáo động. Đấy. Nói chung ấy, cái thời điểm này thì quý vị không nên tiến hành bốc bát hương nhé. Đó. Thứ ba là khi mà chuẩn bị tiến hành cái việc đại sự. Thưa quý vị, nhiều người cho rằng khi mà chuẩn bị làm cái việc đại sự ở cuộc đời ấy, thì nên bốc lại bát hương hoặc là bốc bát hương để mà nhờ đến cái phần tâm linh cầu mong cho mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng cái việc này nó lại không cần thiết, bởi khi bát hương đang an vị yên ổn thì tránh mọi sự thay đổi hay là xáo động, đúng không ạ? Hơn nữa, càng những lúc mà có công việc quan trọng thì quý vị cũng cần phải gì? Càng phải duy trì cái sự ổn định cho cái trường khí tại ban thờ. Sau đó thì mới có thể tính đến cái chuyện là dùng đến các phương pháp chiêu tài, hút lộc giúp cho cải vận. Đấy, cũng như là thay đổi cái số mệnh của mọi người. Đó, vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm nhé. Thứ tư là khi bốc bát hương thì quý vị cũng cần phải nhất thiết phải có một thứ, mà cái thứ này không thể thiếu trong bất kỳ bát hương nào. Nó sẽ giúp lưu giữ cái linh khí, lưu giữ cái lời nguyện cầu, cũng như là gì, làm cho bát hương nó được linh ứng hơn. Nhìn vào phát là biết cái bát hương đó nó có linh hay không. Đó chính là cái cốt thất bảo. Cốt thất bảo là cái pháp khí phong thủy để tiếp dẫn cái linh khí thổi hồn cho các thần tượng hay là bát hương. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp ổn định cái trường khí quan thờ và giữ vững cái chân tâm, chân linh để mà thờ cúng. Cốt thất bảo thì gồm 7 bảo vật của nhân gian, bao gồm có vàng, bạc, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, phỉ thúy. Bên cạnh đó, nó có chất dẫn, có cái dây sợi chỉ ngũ sắc, nó cũng sẽ giúp cho việc tăng cường cái năng lượng. Cốt thất bảo nó hội tụ cái năng lượng từ linh khí trời đất, có thể sử dụng để nạp cốt cho bát hương hoặc là gì, nạp cốt tượng. Vì vậy mà quý vị mà trong bát hương mà còn chưa có cốt ấy, thì quý vị hãy sử dụng ngay cái cốt thất bảo để nạp cốt cho bát hương. Thì trong cái cốt thất bảo thì nó sẽ bao gồm có lá vàng, lá bạc, mã não, sao đỏ, động ngọc trai, phỉ thúy, san hô, vân vân. Đây là những cái loại vật phẩm quý hiếm trải qua hàng triệu, hàng trăm, hàng nghìn năm nó mới tích tụ và nó sẽ lưu giữ được linh khí. Khi mà đặt vào trong bát hương thì nó mới lưu giữ được cái lời nguyện cầu cũng như là lưu giữ linh khí của ông bà tổ tiên. Thêm nữa, trong cốt thất bảo thì chúng ta có một cái tờ giấy di hiệu, chúng ta sẽ ghi là xem di hiệu đó thờ ai. Đó. Và trong cái bộ cốt thất bảo này cũng có hướng dẫn chi tiết, cũng có hướng dẫn chi tiết về cách thức ghi về cái tờ giấy di hiệu, sẽ giúp quý vị ghi được đúng và biết được chân linh mình thờ ai. Khi đó lời cầu khấn nó mới được linh ứng và các cụ mới nhận được và ban cho cái lộc lá, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì khi mà cốt thất bảo, để bảo vệ cốt thất bảo được an toàn, để không bị hóa khi mà bát hương nó cháy ấy, thì quý vị sẽ có thêm một cái giấy trang kim nữa. Thì tất cả những thứ này đều có trong cái hộp cốt thất bảo nhé, đều có trong hộp cốt thất bảo. Đấy, để quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái cốt thất bảo để gì bốc bát hương cũng như là bốc lại bát hương nếu như nhà quý vị bát hương chưa có cốt, để mang lại cái may mắn hanh thông.
cũng như là gì, giúp cho bát hương được linh ứng hơn, cầu gì thì được nấy. Cái cốt thất bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mà quý vị thỉnh cái gói cốt thất bảo thì sẽ có hướng dẫn chi tiết về quy trình bốc bát hương cũng như là cách thức bốc bát hương sao cho đúng, cho chuẩn để gì, giúp gia tăng cái vượng khí và gia tăng cái tài lộc cho gia chủ quý vị nhé. Thì bên cạnh cái cốt thất bảo thì cũng có một thứ nữa, đó chính là cái gạo vàng thật tài. Gạo vàng thật tài là dùng để nạp tài cho bát hương, để kích cái bát hương có được cái tài lộc đấy, à, có được may mắn nhất định. Đặc biệt là cái bát hương ban thần tài thì quý vị sẽ sử dụng cái gói gạo vàng thần tài nhé, để gì, để nạp tài cho bát hương đó. Thì quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái gói gạo vàng thần tài nhé. À, thưa quý vị, thì cũng theo quan niệm phong thủy, nếu mà không có cốt thất bảo thì cái việc thờ cúng nó trở thành vô nghĩa, vì nó không có linh, không có cái gì lưu giữ cả. Ngọn lời nguyện cầu cầu xong thì sẽ bay đi mất. Còn khi có cốt thất bảo ấy, thì nó sẽ lưu giữ được chân linh, lưu giữ được chân khí, cũng như là lưu giữ những lời nguyện cầu. Và cốt thất bảo càng để lâu thì càng linh ứng. Bát hương và các vị tôn thần khi mà có được làm cốt thất bảo ấy, thì nói chung ấy cũng thể hiện được cái sự tôn nghiêm và thể hiện được cái lòng tôn kính đấy đối với thần linh tổ tiên, giúp cho gia tăng cái vượng khí và tài lộc đó. Đó là những cái điều kiêng kỵ mà quý vị cũng cần phải biết khi mà bốc bát hương. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là thời điểm nào là cái thời điểm mà thích hợp để tiến hành bốc bát hương? Thì tất cả những thời điểm bốc bát hương ấy, thì Tử Thông cũng đã chia sẻ cho quý vị từng tháng một rồi. Thì quý vị có thể là search từ khóa là ngày tốt bốc bát hương thì nó sẽ ra hết, để cho quý vị gì chọn là những thời điểm phù hợp. Và ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ một số cái thời điểm thích hợp để bốc lại bát hương đó. Thì cái thời điểm đầu tiên mà chúng ta cũng cần phải nói đó chính là gì, tháng 1 và cái tháng riêng âm lịch ấy. Thì tháng riêng âm lịch là cái tháng đầu tiên của năm mới, là cái thời điểm mà nhiều người thực hiện cái nghi lễ là cầu may mắn, cầu tài lộc. Nói chung cái bốc bát hương vào cái thời điểm này được coi là một cái nghi thức quan trọng và mang nhiều cái ý nghĩa đón nhận những cái điều tốt lành và thịnh vượng cho cả gia đình trong một năm đó. À, và quý vị nên lưu ý nhé, thì bốc bát hương chúng ta nên tiến hành sau cái rằm tháng riêng ấy, thì sẽ là tốt nhất. Đó là cái thời điểm tốt nhất để bốc lại bát hương. Thời điểm thứ hai ấy, thì đó chính là tháng 4 âm lịch ấy. Thì cái tháng 4 âm lịch được xem là cái tháng của sự thịnh vượng về tài lộc. Và nếu mà chúng ta bốc bát hương vào cái tháng 4 âm lịch thì nó cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn và những điều tốt lành cho cả gia đình. Làm ăn thì thuận lợi, công việc thì hanh thông, mà tài lộc thì nó cứ vượng tiến. À, nếu như mà quý vị đang tìm kiếm cái sự thành công trong công việc kinh doanh buôn bán thì đây chính là cái thời điểm lý tưởng để thực hiện cái nghi lễ bốc bát hương và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất đến với mình trong cuộc sống, cũng như là gì, à, cái chuyện kinh doanh buôn bán thì được thuận buồm xuôi gió. Thời điểm thứ ba mà quý vị có thể tiến hành bốc bát hương đó chính là thời điểm sắp tới đây, là tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn ấy. Tháng 7 cô hồn ấy. Cái tháng cô hồn thì nó được coi là cái thời điểm mang lại cái sự bình an may mắn cho gia đình. Hơn nữa cái bốc bát hương, nếu mà đặc biệt là bốc bát hương cho ban thờ thần linh gia tiên ấy, ban thờ gia tiên, ban thờ tổ tiên ấy, thì cái thời điểm không có thời điểm nào tốt hơn là cái tháng 7 âm lịch, vì nó là cái thời điểm mà nó sẽ cái âm khí nó vượng và âm dương thì hòa hợp đấy. Bốc bát hương vào cái thời điểm này nó có ý nghĩa quan trọng trong cái việc là giữ cho gia đình tránh xa khỏi những cái điều xui xẻo và tạo ra một cái không gian yên tĩnh hạnh phúc đấy, giúp cho ban thờ được linh hơn. Tiếp theo là một cái thời điểm nữa, đó là cái tháng 9 âm lịch đó. Cái tháng 9 âm lịch đây cũng là một cái thời điểm đặc biệt trong năm, khi mà thiên hạ bước vào cái mùa thu, cái mùa của sự thu hoạch và thành công. Bốc bát hương vào cái tháng 9 âm lịch cũng có ý nghĩa quan trọng trong cái việc giúp gia đình đấy tận hưởng những thành quả của công việc, cũng như là gì, của cuộc sống. Và thời điểm cuối cùng mà ai cũng sẽ tiến hành, thường là tiến hành vào cái giai đoạn này, đó chính là cái tháng 12 âm lịch, là tháng chạp ấy. Nói chung ấy, cái tháng 12 âm lịch là giai đoạn cuối cùng của năm, một cái thời điểm đánh dấu của sự kết thúc, đồng thời để chuẩn bị cho một cái năm mới đầy hy vọng. Bốc bát hương vào cái tháng 12 âm lịch nó cũng mang ý nghĩa quan trọng trong việc xua đi những cái vận xui và chiêu mời cái may mắn của năm mới, xua đi vận xui của năm cũ đó. Thì đó là những cái thời điểm để bốc bát hương mà quý vị cũng cần phải lưu ý. Thì bên cạnh đó, sau khi chúng ta chọn được cái thời điểm bốc bát hương rồi, chọn được cốt thất bảo rồi, chọn được gạo vàng thần tài rồi ấy, thì chúng ta cũng cần phải tiến hành những nghi lễ để gì, sắp xếp lau dọn ban thờ. Thì để lau dọn ban thờ thì quý vị sẽ sử dụng một cái khăn sạch nhé. Đặc biệt là khi lau dọn ban thờ gia tiên, ban thờ thần Phật, ban thờ thần tài thì quý vị không được sử dụng cái khăn cũ
khăn bẩn hay là khăn bỏ mà chúng ta lau bàn thờ, nó sẽ tỏ ra cái sự bất kính với các vị thần linh. Đấy, quý vị phải dùng một khăn sạch, khăn mới. Bên cạnh đó, cái nước lau bàn thờ thì quý vị cũng không nên dùng nước lã. Quý vị có thể dùng rượu gừng hay là gì, dùng cái nước ngũ vị hương. Bên cạnh đó thì Tử Thông cũng sẽ giới thiệu cùng quý vị về cái sản phẩm nước bao sái ban thờ Nhất Tâm Hương. Thì đây là một cái sản phẩm phong thủy chuyên để lau dọn bao sái ban thờ, giúp cho không gian thờ cúng nó được sạch sẽ, thơm tho hơn. Cái nước bao sái Nhất Tâm Hương này nó sẽ bao gồm các thành phần là quế, hồi, gỗ hương, bạch đàn, chanh xả và các loại thảo dược tự nhiên. Công dụng của nó là làm sạch, tẩy bụi bẩn, tẩy uế trên các vật phẩm thờ cúng như là bát hương, đĩa bồng hay là lọ hoa, đúng không, vân vân. Kèm theo đó là nó cũng sẽ giúp làm sạch cái không gian thờ cúng, xua đuổi côn trùng, xua đuổi nấm mốc. Đấy, nếu như mà bàn thờ nhà quý vị mà có dán kiến ấy, thì quý vị sử dụng cái nước Nhất Tâm Hương này nó cũng sẽ xua đuổi đi và sẽ giúp cho cái không gian thờ cúng nó sạch sẽ hơn. Đồng thời nó cũng sẽ giúp tẩy uế bàn thờ và mang lại cái vượng khí cho gia chủ đấy. Cái này sử dụng rất dễ, quý vị chỉ cần xịt một chút thôi. Đấy, quý vị xịt này, xịt nó dạng xương này, sau quý vị lau, đúng không ạ? Quý vị xịt vào cái bàn thờ. Đấy, sau quý vị lau, sử dụng khăn sạch quý vị lau. Thì tất cả các chai nước Nhất Tâm Hương đều được tặng một cái khăn sạch, khăn chuyên dụng để lau dọn bàn thờ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái chai nước Nhất Tâm Hương lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, thơm tho, giúp các vị ngự được lâu hơn, giúp không gian thờ cúng nó trở nên trang trọng, linh thiêng. Cầu gì thì được đấy quý vị nhé. Đó. Đó là toàn bộ về những cái thời điểm bốc bát hương. Và sau khi chọn được cái thời điểm bốc bát hương ấy, thì trong cái phần của cái cốt thất bảo này này thì cũng đã có quy trình bốc bát hương từ A đến Z, đúng không ạ? Quý vị cứ làm theo đúng quy trình này là được. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để gì được tư vấn kỹ hơn, hoàn toàn miễn phí về cái việc bốc bát hương. Đấy. Và quy trình bốc bát hương ấy, thì đầu tiên chúng ta cần phải làm sạch, đúng không ạ? Làm sạch ban thờ, làm sạch bát hương, cũng như là làm sạch với cái đồ thờ cúng. Chúng ta sẽ sử dụng một cái khăn nhỏ đấy và sử dụng cái nước bao sái Nhất Tâm Hương để chúng ta lau bát hương, lau dọn bàn thờ. Và khi mà quý vị mà dùng cái nước Nhất Tâm Hương này để sau đó quý vị không muốn dùng cái loại nước bàn thờ khác nữa. Đó. Thêm nữa, sau khi đã chuẩn bị lau dọn bàn thờ xong ấy, thì quý vị sẽ sử dụng cái gói cốt thất bảo. Cốt thất bảo đấy thì cốt thất bảo là một cái vật phẩm như Tử Thông đã chia sẻ ấy. Thì nói chung ấy, cốt thất bảo và chuẩn bị thêm một cái cho nếp cùng với gạo bạc thần tài để quý vị gì tiến hành công việc gói cái cốt thất bảo vào cái tờ giấy di hiệu đó. Sau đó quý vị tiến hành công việc là gì, bốc bát hương nhé. Thì quý vị biết ấy, cái cho bốc bát hương thì thường là cho nếp hoặc là cho tẻ hoặc là gì những cái loại cho sạch ấy. Nói chung ấy, cái này là rất quan trọng cho cái việc là gì cầu nguyện thần linh gia tiên. Trước khi bốc bát hương thì gia chủ cũng cần phải gì có một cái thái độ tâm thành và có một cái bài văn khấn để bốc bát hương. Thì Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị về cái bài văn khấn bốc bát hương trong những video tới đây nhé. Tiếp theo là quý vị cũng cần phải đặt bát hương sau khi bốc xong, đặt đúng vị trí. Đấy, đầu tiên là bát hương ở giữa. Nếu mà nhà quý vị bốc ba bát hương nhé, thì đầu tiên là bát hương ở giữa, sau đó bát hương bên phải theo hướng đứng cúng ấy, sau đó là bát hương bên trái theo cái hướng đứng cúng nhé. Nói chung bát hương thần linh thì đặt ở giữa, bát hương bạc cô mãnh đặt bên tay trái và bát hương gia tiên đặt bên tay phải. Sắp xếp theo thứ tự này thể hiện cái sự tôn trọng và phân chia vị trí quan trọng của các linh hồn thần linh trong những ngày lễ thần cúng. Một cái điều quan trọng nữa là những ai phù hợp để tiến hành công việc bốc bát hương. Thưa quý vị, trong cái nghi lễ bốc bát hương ấy, thì việc chọn người thích hợp để tiến hành là một cái yếu tố vô cùng quan trọng. Công đoạn này đòi hỏi phải hết sức cẩn thận và không phải ai cũng có khả năng thực hiện cái nghi lễ này. Gia chủ là những người chịu trách nhiệm cái nghi lễ bốc bát hương nên có kiến thức và phải có những hiểu biết đầy đủ. Nếu không tự tin hoặc là chưa có kinh nghiệm thì có thể nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia, đạo sĩ hoặc là gì của các thầy cúng, vân vân. Đó là toàn bộ những cái thời điểm mà quý vị có thể tiến hành công việc bốc bát hương. Như vậy là gì? Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái thời điểm đại kỵ bốc bát hương cũng như là cái thời điểm mà quý vị nên bốc lại bát hương để giúp cho mọi việc cũng được hanh thông, may mắn, thuận lợi, bình an. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.